Bác em lại chào toàn thể các bác làm nghệ nhân chơi chim cu gáy anh nhé. Hôm nay thì em lại làm một video ngắn giới thiệu đến các bác những cái mẫu lồng thổ quê Bắc Giang. Như thấy trên hình đây, bên em là một cơ sở sản xuất lớn nhất miền Bắc anh nhé. Đây là những mẫu lồng thổ Bắc Giang, lồng nuôi cu gáy nhé. Bên em có đủ size cho anh em lựa chọn từ size 4, từ size 35, size 32, size 40 nhé. Đấy, đây là anh em nào mà muốn xỉ mua lẻ thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng nhé. Bên em có 3 mẫu cơ bản, đây là những mẫu lồng. Đây là lồng bẫy nhé, lồng bẫy một mặt. Đấy, và đây là những mẫu lồng nuôi size 32, size 35. Bên này là size 40 nhé. Đấy. Nếu mà có bác mà có nhu cầu thì có thể lấy size 45, 45 thì các bác phải cọc trước bên em mới gửi hàng nhé. Vì size 45 này nó rất là to. Đấy, hàng đóng đi cồng kềnh anh em nhé. Đây là có size 35 này, à, size 32 này. Xong đến size 35 đây nhé. Năm đây. Đây ạ. Size 35, size 40 này, các bác nhá. Đấy, khi nhận hàng thì em sẽ để như này nhá, một cái cổ cò để móc này. Đây là cái chỗ di ra vào này. Có hống phân này anh em nhá, có hống đựng phân này. Có hống phân đàn hoài nhá. Giá là hơn 300 một chiếc nhá. Đấy. Size 40, size 35 đều có hết thôi nhá. Đây là size 45, 45 các bác phải đặt thì em mới làm cho anh nhá. Đấy, vì cái hàng 45 này rất là to, cồng kềnh em gửi đi rất là khó khăn. Đấy. Và đây là mấy lồng bẫy anh em nhé. Đây lồng bẫy ạ. Lồng bẫy nhá. Đấy, lồng bẫy này thì bên em đang bán 400 nghìn anh em nhé. Đây lồng bẫy xịn sò cho anh em. Giá chỉ có 400 nghìn đồng, vừa nuôi vừa bẫy được anh em nhé. Đấy, có mang phân thôi. Đấy anh em nhé. Số lượng thì bên em không thể ít hơn được, rất là nhiều luôn để phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc ạ. Đấy, các bác mua sỉ mua lẻ thì alo trực tiếp để đặt hàng nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em chỉ làm video ngắn thôi, chia sẻ đến các bác, anh em, bạn bè đam mê chơi cu gáy, phục vụ anh em đam mê nuôi cu gáy, cu cảnh anh em nhé. Đấy, xin chào anh em.